Hello các bác. Em lại lên cho các bác một cái chân siêu VIP của Manfrotto, hàng bãi Nhật, nhưng mà em nói các bác cái chân Manfrotto này, Gizzo, đấy là hai cái thương hiệu đẳng cấp. Gizzo thì thương hiệu của Anh, sản xuất tại nước Anh luôn. Manfrotto này thì cũng của Ý rồi, và made in Italia luôn này các bác này. Phun nhôm toàn thân. Cái chân của thằng Manfrotto nó cũng có một cái gì đấy rất là đặc biệt, rất là riêng các bác nhé. Thứ nhất là cái khóa này, nó sẽ làm cái tay khóa kiểu vặn như thế này, nó nới lỏng ra rút. Và như em tìm hiểu ấy, thì cái như những các cái phần ống nhôm này của các hãng khác ấy, nó sẽ là bằng tiện CNC, còn như cái của thằng Manfrotto này là đúc khuôn các bác nhé. Đó, tất cả mọi linh phụ kiện là đúc khuôn. Và cái thứ hai này có thể xem là từ cái tay nắm này, từ cái tay cầm này bằng cao su cũng đều dập chữ Manfrotto. Đấy, có bát tháo lắp nhanh các bác nhé. Đây, chỉnh bốn hướng. Đấy, bốn hướng. Cái dòng Manfrotto này gần như các cái dòng Manfrotto nó sẽ không làm tay quay, nó không có tay quay lên xuống như các cái dòng khác các bác nhé, không làm khác. Nó chỉ có rút lên như này thôi, rút lên hạ xuống như này thôi. Ở cái chân này. À, chân này thì ấn vào cho nó mở ra như thế này, nó cũng dạng là được rộng phết này các bác này. Đấy, bình thường là như thế này, rất là đẹp các bác nhé. Đây, con này là Manfrotto 190B, Manfrotto 190B made in Italia. Ở trên thân này cũng có này, ở trên cái đầu này cũng có. Cái chân này thì khá đắt thôi. Nếu như là một cái chân đẹp như thế này thì trên thị trường giá nó loanh quanh từ 3 cho tới 4 triệu rưỡi, tùy từng chỗ bán coi nhé. Xấu hơn thì chút thì nó phải tầm 2 triệu này đến 3 triệu rồi, chứ không nào rẻ hơn được nữa rồi. Đó, chân này còn rất đẹp nên quay quát xem rất đẹp. Đây, nó chỉ bị một chỗ như này, cái xước tí sơn này có vận chuyển. Đấy, chất đi sơn nó vận chuyển được, không phải là không vấn đề gì hết. Chân cao su cũng rất là đẹp. Đó, cực kỳ đẹp. Cái này thì bên em bán giá rất là hữu nghị, tình yêu cho quác là giá là 2,8 triệu. Đấy, đây, bát tháo lắp nhanh này. Gạt sang, phát là nhất được ra. Cái bát tháo lắp nhanh này cũng bằng nhôm nhé. Đặt vào thì được ấn xuống thôi. Tất cả mọi cái bát tháo lắp nhanh ấy, đấy, mình gạt ra này, nhất là như này, khi đặt vào mình cứ ấn này, ấn xuống này, đấy, tự nó sẽ vào. Và những cái chân này thì phù hợp cho các bác đi lắp mà máy quay chuyên nghiệp rồi, chịu tải lớn quá nhé, chịu tải lớn luôn. Đấy, rất đẹp. Nào có nhu cầu alo em nhé, nhà em có rất nhiều chân từ bình dân đến VIP. Ok các bạn, đây em đo thử luôn cho các bạn kia đường ống chân. Ống này của nó là ống 27. Đó, 27. À, thu gọn như thế này nó vào 62 cm. Đấy, 62 cm. Và đo cái chiều dài, chiều dài cái này là 1m4 này, cộng với chỗ này lên được nó gần 1m6 rồi. Nhưng mà dựng lên mình dạng ra chắc nó khoảng 1m5 thôi các bạn nhé. Đó, mình dạng ra chẳng khác khoảng tầm 1m5 thôi. Bạn nào có nhu cầu alo em nhé. Chúc các bạn.